Chào bạn, trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn sửa một cái quạt sạc mini dùng cell pin Lithium 18650. Đây là một loại quạt sạc có 4 chức năng. Trong đó 3 tốc độ gió 1 2 3 mạnh nhất nè, rồi trung bình và yếu. Đồng thời á nó sẽ có một cái đèn pin. Các bạn lắp pin nó đúng cực nha, âm dương. Đây là số 1, cái số lớn nhất, quạt mạnh nhất. Mức 2 là mức trung bình, quạt yếu hơn. Và mức 3 là mức thấp nhất ha. Các bạn nhấn thêm nút nữa là chuyển qua chế độ đèn pin. Ngoài ra đây là có nút tắt nè, nhưng mà cái quạt này nó bị hư nút tắt, bấm bị liệt ha. Chứ bình thường nếu mà sử dụng á, bất kỳ chế độ nào á, dù số 1, số 2, số 3 hoặc là ở chế độ đèn pin, các bạn bấm nút off á là nó sẽ ngưng hoạt động. Đây là nút off này nó liệt ha, lúc được lúc không à. Ngoài ra ở đây á, nó có một cái cổng sạc micro USB dùng để mình sạc pin. Đây. Thì tiếp theo đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách sửa chữa một cái quạt sạc này như thế nào. Điện áp ra của cổng sạc á là khoảng 5V ha. Thì sạc cho cái cell pin 18650 này. Sau đây mình sẽ đi tìm hiểu cái cấu tạo bên trong của nó có phức tạp hay không, và đồng thời mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sửa chữa bên trong bo mạch luôn. Thì cũng như quạt bình thường á, thì các bạn có mấy con ốc bên đây nè, các bạn mở 4 ốc ra hết thôi. Nói chung cái quạt này sửa cũng khá đơn giản. Thì một số bạn mà không biết sửa, các bạn thấy nó bị chậm chập hoặc là nhiều khi nó bị lỏng dây á, các bạn không biết các bạn bỏ đi. Nhớ giữ lại kỹ ốc nha, thôi nó rớt. Rồi, mình mở nắp ra. Cái bo này á, cái phần mạch bên đây là chỉ có một bên thôi. Còn phía dưới này á nó không có linh kiện nha. Linh kiện được bố trí phía trên hoặc mặt trên. Đây là hai cực của cục pin Lithium 18650. Thì trên đây á là bố trí một cái quạt. Đây, hai dây quạt. Một cái đèn LED. LED là LED đơn. Chân sạc. Nút ấn. Hai linh kiện chính trong cái bo PCB này á chính là cái con IC 14 chân và IC 8 chân. Là hai con này là quan trọng nhất. Khi mà các bạn bắt đầu mà sửa chữa nó bị trục trặc gì á thì mình kiểm tra từ cái đơn giản trước. Đối với những phần mà phức tạp như can thiệp vào chip nè, linh kiện nè, trên bo thì các bạn có thể xử lý xong. Thì trước tiên ví dụ như một cái quạt mà mất nguồn hoặc là cái nút bấm không ăn á thì bạn coi nó bị oxy hóa vô nước ra ten hay không. Nào mấy chân sạc này nè, nó có bị lỏng, bị xê dịch hay không. Hoặc là mấy cái tiếp xúc pin nè. Coi cái mấy cái lò xo này á nó có ăn hay không, hoặc là nó có bị gãy hay không. Nè. Thì những cái đơn giản mình làm trước, còn đối với những cái phức tạp như can thiệp sửa chữa trên bo thì mình sẽ xử lý sau. Về phần main bo này á, nó có hai phần chính ha. Đây, bo mạch PCB sẽ có hai con IC chính, đó là IC 8 chân và IC điều khiển 14 chân. Con IC 8 chân á
là được tích hợp MOSFET, đây là cái con IC bảo vệ pin lithium ion 18650. Mình nói là nó bảo vệ pin, đồng thời nó bảo vệ luôn cái bo mạch PCB luôn, và nó cách ly ha. Cái nguồn pin lithium này á, nó không, mát của nó không đấu trực tiếp mà nó phải qua một cái con IC 8 chân này. Vậy là cái con này á, nó có chức năng là cách ly giữa cái pin và cái main board luôn, là mát, nói chung mát của nó, mát của con IC này á mới chính là mát chính nha, còn mát của pin này là không phải. Tiếp theo đây mình sẽ nói về con IC điều khiển 14 chân. Đây vị trí nó trên bao mạch. Cái con IC 8 chân là con MOSFET này nè. Còn cái con IC điều khiển chính, controller 14 chân. Cái con này có nhiệm vụ như công tắc chuyển mạch á, vi điều khiển á, nó sẽ điều khiển cho các bạn nhấn nút bất kỳ nút này, dùng nút thứ nhất là nó cái chế độ quạt lớn nhất nó chạy. Mức 2 là cái đèn LED thứ hai nó sáng, là mức độ quạt trung bình ha. Đến cái nút thứ tư á là cái đèn LED này nó sáng, đèn pin, chế độ đèn pin. Thì khi mà sửa chữa các bạn kiểm tra mấy phần đơn giản trước, thì sau đó các bạn trường hợp cái quạt này vẫn không hoạt động, như nó mất nguồn hay sạc không vô á, thì các bạn tiếp tục kiểm tra hai con chính linh kiện chính, đó chính là cái con IC controller này và cái con MOSFET này 8 chân. Thì cái cách kiểm tra như thế nào? Mình kiểm tra bằng phương pháp đo nguội. Đối với con IC MOSFET 8 chân này á, nó dùng loại IC 8205A. Các bạn chú ý quan sát à, cái 5A này á là dòng 5A nha. Tại vì cái họ của nó là 8200. Ví dụ như 8201 hoặc 0203 gì đó. Còn ở đây nó dùng là 8205A. Có nghĩa là cái dòng điện qua cực mán D này á, từ cái con này là con MOSFET, thì ID, dòng ID của nó sẽ chịu được 5A, là dòng 5A. Thì thứ nhất mình đã kiểm tra cái con IC 8205A bằng đo tổng trở một chiều lên và chiều ngược lại không lên đối với chân âm của cực pin 18650 và mát của chất sạc. Như hôm nãy mình đã nói á, tất cả một số mạch bình thường á, nó không có mạch bảo vệ, thì cái mát nè, đây phần mát của cực pin 18650, đây chân âm của nó nè, phần mát đây. Đa phần mấy mát đó sẽ nối chung với nhau, mát pin nối với mát sạc. Nhưng đối với mạch này á, là do được cái con MOSFET này bảo vệ, nên nó sẽ cách ly giữa cái mát chung của cái bo mạch và cái mát của cục pin. Các bạn có thể kiểm tra bằng cách dùng đồng hồ VOM. Ở đây mình dùng thang đo chuông ha, đo thông mạch đó. Đây là mát pin, chân pin nè. Rồi, các bạn chập nè, đây nó thông nha. Nào các bạn, đây là cái mát của cái bo mạch luôn, mát của dân sạc á. Các đo, tất nhiên là nó không lên, là ý là nó được cách ly ha. Mát này, hai mát này không nối chung với nhau. Thì khi mà các bạn nghi ngờ, giả sử như nó mất nguồn hay gì đó, các bạn muốn kiểm tra cái con MOSFET này, thì các bạn sẽ đo tổng trở một chiều lên và một chiều ngược lại không lên giữa cái trừ nè của pin 18650 và mát giác sạc. Thì từ cách đo tổng trở, các bạn có thể phán đoán được cái con này hư, bị chập hoặc bị đứt hay không. Trường hợp mà tổng trở mà nó không lên á, chắc chắn là con này bị đứt nha. Còn trường hợp mà nó bị chập luôn á, là hai cái này nối nhau, chung với nhau, là cái chân mát này nè, mát âm của chất sạc và mát cục pin nối chung với nhau. Đây mình sẽ đo tổng trở.
Tại vì cái chân mát này á, nó sẽ nối vào ở đây mình có cái chân số 4. Hai chân này nối chung với nhau. Còn cái mát này á, cái mát của cái giắc sạc này á, nó cũng nối vào một số chân. Thì các bạn nếu mà các bạn dò thì nó cũng ra nha. Thì đây mình đo trực tiếp luôn. Mình đo tổng chở thôi. Đây, một chiều không lên nè. Các bạn để đảo qua đo lại, một chiều lên, một chiều không lên là cái con này tốt. MOSFET đó. 8205A. Đây. Mình đo được là 396 ohm. Chiều này lên, cái chiều ngược lại á không lên là cái con MOSFET này tốt. Còn trường hợp mà các bạn đo nó bằng không, hai cái này nó chạm nhau luôn, hai chiều, hoặc là nó chập, nó không có lên tổng chở là chắc chắn là cái con này bị chết. Thì các bạn thay thế cái con MOSFET 8205A. Rồi, tiếp theo đây á, mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách kiểm tra cái con IC 14 chân. Đó là con IC điều khiển nè, controller IC chuyển mạch. Cái con này thì những trường hợp nào mà cái con này nó không hoạt động, hoặc bấm nút á nó không tác động được, hoặc là nó mất nguồn luôn, thì do cái con này điều khiển nè. Trường hợp mà kiểm tra, các bạn mà kiểm tra nút bấm á, nó không xi nhê, bấm không có tác động gì, nó đứng một chế độ luôn. Rồi, là các bạn nhắm vào cái con này, các bạn đo coi tất cả các chân á, nó có lên hay không ha, lên và tổng chở nó bằng nhau hay không. IC điều khiển 14 chân nè, các bạn đo tổng chở ngõ ra phải bằng nhau nha. Nếu mà IC tốt á, và đồng thời á, cái tổng chở nó khoảng lớn hơn 600 ohm là IC tốt. Thì trường hợp mà các bạn mà sửa chữa, các bạn kiểm tra cái này không quay, quạt nó không hoạt động, thì mình kiểm tra cái con switch nè, con điều khiển controller. Một chân á, các bạn kẹp mát nè, mát này là mát của bo mạch nha, là mát của cục sạc á. Rồi, một chân các bạn chấm từng chân nè, từ cái này nè, đây là các cái ngõ ra của nó. Các bạn chấm cho nó, mình giả sử đi, các bạn đo chân 1 đây, thì chân 1 có thể là chân nguồn của nó, thì các bạn mình chưa biết cái gì á, nhưng mà mình đo chân kế tiếp của nó. À, chân 1 mình đo được khoảng là 425 ohm. Thì tiếp theo á, mình đo cái chân tiếp theo, dọc là chân 2, chân 3, chân 4 vậy đó, xoay vòng ha. Rồi mình phán đoán được cái con này còn sống hay chết. À, chân 2 của mình là đo được là 615 ohm. Chân 3 cũng vậy. Chân 4 609 ohm. Chân 5 615. Đó, các bạn nhìn thấy không? Mình đo tất cả các chân á, thì cái giá trị nó ra cũng tương đương nhau. Thì các bạn có thể xác định được cái con này có thể còn sống nha. Có trường hợp mà các bạn mà bấm không được nữa, không điều khiển được, thì các bạn kiểm tra cái nút này cho mình, nút chuyển mạch đó, đo coi nó còn sống hay chết nào, nó hư á. Trên đây mình đã hướng dẫn các bạn cái cách đo hai con linh kiện chính trong bo mạch điều khiển của cái quạt sạc mini, đó là cái con IC 8205A, loại IC 8 chân, và cái con IC điều khiển controller 14 chân. Hai con này hai con quan trọng nhất nha. Còn một số cái trường hợp mà như quạt không quay nè, đây cái quạt này á, nó không có hoạt động mặc dù các bạn bấm nút vậy á.
các bạn kiểm tra đo nguội cái con IC này nó tốt ha. Thì tiếp theo đó thì các bạn kiểm tra cho mình cái cuộn dây này coi nó có hay không. Có ở đây là có tổng trở nha. Nào, các bạn gỡ cái dắt này ra nè. Bình thường á, cái dắt này nó nối kết nối với nhau đối với connector trên bo, nó nối như vậy. Thì các bạn rút ra. Rồi ở đây có hai cái chân, hai cái phần kim loại ở đây, thì các bạn cũng đo tổng trở cho mình. Nó giống như mình đo cái dây quạt thôi. Thì tổng trở ở đây nó sẽ lên giá trị vài trăm ohm. Nè, bạn kẹp cái connector này vô. Rồi các bạn đo tổng trở có ra giá trị bao nhiêu nha. Đây, mình đã quay đo lại. Tại vì các bạn biết không, bên trong này á, nó còn có cái linh kiện nữa. Các bạn nhìn trên trong nè, nó có linh kiện á, nên nó ra cái giá trị điện trở hơi khác. Các bạn đảo nè, quay đen á, các bạn chập vô còn đen ha, dây đen còn cái đỏ. Đây, cái giá trị của mình đo được là 581 ohm. Ở đây nó sẽ có 4 cuộn dây ha, có 500 vĩnh cửu bên trong á. Cái loại này loại dùng 500 vĩnh cửu không trợ than. Thì các bạn đo tổng trở cuộn dây á, là 500 mấy chục ohm á, là ok, cái quạt này quay ok ha. Còn trường hợp mà nó không quay nữa, mặc dù mà bấm nút á, thì các bạn kiểm tra lại với cái con chén to là con tụ nè, coi nó bị oxy hóa chân gì không. Nhiều khi á, cái phần IC này tốt, điều khiển tốt, cái quạt này tốt, nhưng mà những cái con này nè, chén to ba chân nè, hoặc là miếng tụ nó bị rỉ bị đứt á, thì nó sẽ không làm cho cái quạt này hoạt động. Thì các bạn luôn kiểm tra luôn mấy cái phần linh kiện xung quanh này nha. Đây là cái trường hợp mà quạt không quay, thì các bạn đo được cuộn dây quạt. Tiếp theo á, các bạn kiểm tra cái công tắc bấm không tác dụng, là các bạn dùng đo nguội luôn. Ở đây để cho dễ, các bạn dùng cái VOE mà các bạn đo thông mạch á, các bạn kiểm tra cho dễ nè, bấm không tác dụng nè. Nhưng trường hợp cái quạt này á, lúc nãy mình đã nói rồi, các bạn bấm đây nè, nó không tác dụng, không ăn. Nè, lúc này các bạn bấm hoài không ăn nè, nó bị liệt cái nút này. Thì mình kiểm tra là sao, các bạn để chế độ đo thông mạch. Rồi đây là hai chân của nó nè, hai chân của công tắc. Cái tay các bạn bấm vô, bấm đúng vô à, nó không lên gì hết, không kêu gì luôn. Là tất nhiên là cái công tắc này nó hư rồi nha các bạn. Các bạn có thể mở ra vệ sinh hoặc là các bạn thay công tắc mới ha. Còn đây là cái công tắc nó tốt nè. Tốt là các bạn bấm một cái là nó kêu liền. Đây. Đây, kêu nè. Đồng thời các bạn tổng trở ha. Các bạn kẹp hai chân này vô rồi các bạn bấm, đồng thời các bạn bấm nút á. Lên tổng trở đồng thời là thông mạch á. Là cái nút này tốt. Còn cái nút này nó bị hư. Thì như trường hợp ban này á, thì các bạn thay cái công tắc khác là ok. Thì kiểm tra cái công tắc này cũng đơn giản thôi, mình đang ngồi nha. Rồi, đối với những cái phần mà chân sạc lỏng, đây là cái cổng micro USB. Đây, cái cổng này sạc 5 chân như sạc điện thoại di động á. Các bạn cắm ra cắm vô nhiều khi nó bị gãy cái dắt sạc này nè. Hoặc là nhiều khi cái tiếp xúc bên trong á, nó bị oxy hóa, các bạn cắm vô nó không ăn thì nó không sạc được cho cục pin
Lyon 18650. Thì đây á, mình kiểm tra như thế nào. Thứ nhất là các bạn cắm sạc vô nè, các bạn đo điện áp ngõ ra 5V có hay không. Có nghĩa là cắm vô á, các bạn đo chân bìa. Ở đây chân số 1 với chân số 5, tại vì cái chắc sạc có 5 chân, chân 1, chân 5. Có 5V hay không ha. Nhưng mà các bạn có thể đo hoặc là chân mát với chân một đầu của Diode D4. Đây là cái con Diode D4. Thì cái gì chứ, Diode D4 này một đầu nó nối với chân số 5. Thì các bạn chỉ cần đo là mát, mát của cái đuôi sạc này với cái chân số 5 hoặc là cái đầu cái Diode D4 coi có điện áp 5V hay không. Nếu mà nó không có, chắc chắn là cái giắc sạc này nó bị hư ha. Các bạn thay giắc sạc. Thì kiểm tra cũng bình thường, các bạn chuyển qua cái chế độ đo điện áp DC. Rồi. Trường hợp mà các bạn cắm vô giắc sạc vô nó lỏng lẻo, nó không ăn à, đèn nó không báo luôn nha. Trường hợp này đèn nó báo. Và trường hợp mà giắc sạc á, các bạn nhìn ra mấy chân sạc à, nó đen thui, nó không ăn tiếp xúc với cái đầu sạc này à, đèn không báo. Thì các bạn đo thử điện áp coi. Đây nè, mát chân sạc nè. Rồi, các bạn chích vô cái chân D. Đầu diode D4, D4 nối với chân số 5. Thì coi đo điện áp coi có hay không. Nè, mình đo được cái điện áp là khoảng là 4.95V nha. Như vậy là có điện áp DC vô chân này. Thì khi mà có điện áp á, thì tất nhiên á là cái đèn này nó báo. Còn trường hợp mà các bạn kiểm tra mà cái giắc sạc cắm vô lỏng lẻo, lắc qua lắc lại được nè, hoặc là cắm không ăn, nó không báo đèn gì đó, thì các bạn kiểm tra thêm một số cái con linh kiện. Nhất là con switch này nè, cái công tắc chuyển mạch, cái IC controller. Thì đo như hôm nay mình hướng dẫn á, các bạn đo tổng chở coi nó có chồi sụp hay không. So với mấy chân này, đa phần mấy chân này là khoảng hơn 600 ohm. Còn trường hợp cái ban cuối cùng của mình á là nó bị lỗi pin. Đây là những cái cell pin lithium ion. Pin lithium này á, nó các bạn để lâu á, nó tự nó xả pin. Để nó rất là cạn. Khi mà trường hợp các bạn mà để lâu mà không sạc á, nên mình khuyên các bạn á, đối với một số bạn mà ít sử dụng quạt này á, thì lâu lâu các bạn sạc một lần cho mình nha. Sạc full đầy cho mình. Rồi các bạn có thể tháo pin ra. Tùy khi mà các bạn tháo pin ra như thế này á, thì pin nó cũng xả điện luôn, chứ không phải nó cầm điện đâu nha. Pin này giống pin điện thoại di động thôi. Để không là nó cạn, cũng bạn cạn pin khi trong một thời gian lâu dài á. Thì những trường hợp này á, các bạn đo điện áp trên pin coi. Bình thường á, cell pin này á, cái điện áp của nó tầm khoảng là 3.7 đến 4.2V khi full. Thì trường hợp á, mà các bạn cái này á, các bạn sạc không vô nha, các bạn kiểm tra cục pin cho mình trước. Đơn giản. Đây, như cục pin này á, mình đo được khoảng là 3.94V DC. Còn những cái trường hợp mà nó điện áp nó quá thấp, các bạn sạc hoài nó không vô, nó vẫn mặc dù cái đèn LED này à, nó vẫn báo à. Các bạn phải kích pin cho nó lên. Còn trường hợp mà kích không pin không được á, thì các bạn thay ra ngoài mua cái xe pin khác cùng loại luôn, 18650 nha. Thì kích pin như thế nào? Thì ở đây á, mình cũng hướng dẫn các bạn luôn là các bạn dùng một cái bộ nguồn cấp nguồn điện thoại. Các bạn kích ha. Rồi các bạn lắp vô, tại vì cái này
tiện, rất tiện là nó có một cái khuôn mình đã pin rồi, mình đặt vô thôi, nhét vô thôi. Rồi ở đây có hai chấu, cực âm cực dương ha. Thì các bạn đặt vô đây. Đây mình giả sử đây bộ nguồn của mình. Mời mình chỉnh mức điện áp là khoảng 2,5V thôi. Rồi các bạn dùng mấy hai cái kẹp cá sấu á, các bạn kẹp vô, kẹp trực tiếp vô luôn nha, không cần mà phải tháo ra. Các bạn kẹp đúng chiều. Như ở bên đây á là cực âm của nó nè, cái lò xo là cực âm, cái đầu bên còn lại cực dương. Nè, chân âm á mình kẹp que đen ha, chân dương một cục que đỏ. Các bạn kiểm tra coi coi đừng cho nó chạm chập gì ở đây. Rồi các bạn kích lên bên từ từ. Đây nè, dòng điện nó lên nè. Kích trực tiếp luôn nha. Kích chút xíu á, khi mà điện áp con pin nó nạp vô á là các bạn có thể rút tháo cái bù ngồi ra, rồi các bạn lấy cục sạc bình thường, các bạn cắm vô, cắm sạc bình thường là nó vô pin. Các bạn để ý này, nó sẽ giảm dần về không. Chứ mà pin của bạn yếu á, nó sẽ sạc lên. Rồi cái kim AMK này á, nó giảm dần về không là ok. Các bạn xong một lúc á, rồi các bạn đo điện áp lại, có nó được bao nhiêu volt. Rồi các bạn cắm cục sạc vô là xong. Đây là cái quá trình kích pin và kiểm tra pin đối với cái quạt sạc mini này. Rồi và làm video này mình đã hướng dẫn các bạn cách kiểm tra sửa chữa, đặc biệt là cái cách xác định được hai con IC chính của nó là cái con MOSFET 8 chân 8205A và cái con IC controller, IC điều khiển nè, chuyển mạch đó, nó chuyển tất cả các chế độ như sạc nè, rồi tốc độ 1 mạnh nhất, tốc độ 2 trung bình, tốc độ 3 yếu nhất. Và đồng thời cái chuyển mạch này á, nó chứ có ngõ ra đèn pin luôn ha. Nó như giống như con vi điều khiển á, con này nè, con này con chính nha. Rồi nó điều khiển cái ngõ ra của quạt luôn á. Rồi video này đến đây kết thúc nha các bạn. Các bạn ý kiến thắc mắc gì các bạn cứ để lại comment dưới video nha. Mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình. Chào các bạn.